thấy vẫn còn là vui rồi. Ồ, nhưng mà quá mức, Út nhìn Út thấy cái đống phân rồi nè. Hết biết cái đống phân rồi. Út kéo gớt phân đầu đẳng rồi kìa. Ồ, đây nè. Hết, có biết chưa? Cái luồng bẫy này chiến vừa rồi thì Út cũng bị mắc hết một bẫy. Vì vậy hôm nay Út đem theo một bẫy Út châm vô. Cho tròn là 30. Nhưng không biết hôm nay thì mình thăm trọn vẹn đủ bẫy không đó cô chú anh chị. Đây thì bây giờ cũng tới địa điểm cái bẫy đầu tiên. Nhưng bẫy gắn miền quê cũng không quên gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị ngày mới. Cái bẫy đầu tiên. Út có cắm mấy cái cây Út dặn, mấy cây gãy hết rồi. Cái đầu tiên thì con chuột hư. Mấy hôm nay ở đây chắc có lẽ là mưa dữ lắm hay gì đây nè. Cỏ quá xá là tốt. Cái luồng bẫy này thì nó ngay Út thăm, đáng lẽ là Út thăm cái bẫy cặp đường đầu tiên đó. Nhưng mà hồi nãy Út đi vô á thì thấy có mấy anh em ta đang dọn ba cái nhãn ngay chân chỗ cái bẫy của mình rồi. Thôi Út để đó, Út vô trong này Út thăm trước, còn hồi mình ra mình thăm lại cái bẫy đó sau. Màu xanh hy vọng. Cái cây kia nãy yếu quá, Út bỏ, Út mới đổi cái cây này. Đổi cây cứng cứng cho mình khiều cho nó dễ. Cái này thấy hư chuột hay gì rồi. Có đồ còn hung hành. Còn hôm nay thì Út đổi cái túi lưới. Cái túi kia hôm bữa gì Út đặng đựng cái anh Đại đó, Út chưa đổ ra. Anh Đại mini. Con này thì bây giờ trước mắt thì Út để vô dặn túi cái lấy hên. Cái đây em. Đâu rồi? Hết, có biết chưa, em nó vô sự mình mẩy hết trơn nha. Thôi mà nói dặn túi gì, con này thì giờ cũng hơi nhỏ, Út sẽ thả em nó tại chỗ luôn nha. Hỏi dặn túi gì. Rồi bây giờ mình vệ sinh cái bẫy này, mình đặt lại thôi cô chú anh chị. Bắt đầu bước vào khu mới. Khu này thì mình loại bộ không nha cô chú anh chị. Vừa vô cái bẫy đầu tiên thì Út mới thăm, Út cũng dính được một con. Nhưng mà có người thì Út cũng quay không được. Tại ở đó có cô có đang chặt ba cái củi, rồi thêm có em nhỏ ngồi nghe chăng chỗ đó. Thôi Út rút cái bẫy Út đi luôn đây nè. Đó. Còn hỗn hành nha. Còn ngồi thí dụ vô Út đặt lại được thì Út đặt. Còn đặt lại không được thì mình kiếm chỗ khác mình đặt. Và ở đây một bẫy nữa. Cái nền thấy khá lợn bụng nhưng cũng mấy chiến rồi. Này cũng chỉ Út là ở đây có con hổ cũng khá là to. Nhưng mới kéo cái bẫy ra thì con chuột tung tặng chạy ra cả. Giờ thì Út ngồi đéo bắt cái con này ra. Rồi Út đem cái bẫy này theo làm cái bẫy dự phòng. Một hồi mình quay lại thì nếu như mà đặt được thì mình đặt, còn không đặt được thì Út đem đi chỗ khác luôn. Ra đây em. Đúng rồi. Vô túi, dặn túi cho anh đi.
chiến lợi phẩm thứ hai, nhưng mà chiến lợi phẩm đầu tiên thì Úc thả rồi. Cái bẫy này thì cái bẫy chạy nền nằm góc này đây. Hôm nay thì nó ngay không biết có cái clip gửi đến cô chú anh chị mình xem không nữa, mà nói ngay nếu như mà có ít thì Úc đăng ít, có nhiều thì Úc đăng nhiều. Làm nghề này mà không biết đường đâu nói, cũng cố gắng mà không biết có hay là không. Cái này thì Úc thấy có đồ nhưng mà con chuột nó vẫn còn nè. Rồi có đồ nhưng mà con chuột mình xử luôn rồi bà con ơi. Còn cái bẫy này thì Úc dính cũng mấy con hành lớn rồi, nhưng mà đi từ xa thì Úc thấy cái bẫy của mình có bộ lạnh ít dữ nhiều rồi kìa. Hôm nay người ta làm cỏ trống lỏng hết trơn. Thường thường là lên cái dốc này là cái bẫy mình nằm ngay đây nha. Ồ, nhưng mà còn hên quá, bẫy thì còn đấy, nhưng mà thấy cô bộ gùi nó bu cũng khá là dữ. Bẫy còn nhưng chuột thì hư. Còn cái bẫy ở đây thì có chiến thì nước ngập, cũng như cái chiến vừa rồi thì ngập nước. Không biết chiến này thì đi vô thì có bị nước ngập hay là ngập nước gì nữa hay là không. Bẫy thì Úc nhìn từ xa thì Úc thấy vẫn còn. Cái bẫy này thì lồng lưới phân hai ô nhưng mà nhẹ quá. Bẫy thì còn nhưng kết quả thì chưa thấy gì hết nha. Ồ, chuột vẫn còn luôn. Vừa rồi thì Úc có di chuyển qua bên đây 27, nhưng mà hiện tại thì có người, người ta cũng ở gần, thành ra Úc nói nhỏ nhỏ bà con mình có xem thì bỏ qua chỗ khúc này. Ở đây một bẫy nè, ở đây một bẫy, rồi một hồi lội qua tuốt bên kia một bẫy nữa. Nhưng hai cái bẫy này thì nó nằm cũng gần nhà không. Bẫy thì thấy còn, nhưng mà hình như có, ồ, có dấu hiệu cục phân chà bá. Nhìn thấy bịch lúa thì ném qua bên, nhưng mà cục phân ngay chân chỗ cây Úc chỉ nè, khá là lớn. Đã chưa? Còn hồ hành ngon quá. Hành này hành gì? Ủa mấy con? Mấy con một thấy cà lọn đây này. Hai con mà con ơi, hàng diệu cầm sao thấy nặng quá mà nó hơi nhỏ. Hôm nay Úc thấy cô bộ muốn kiếm con rắn bự hơi khó nha. Nãy giờ để chạy hàng nhỏ không à. Còn ngay chân chỗ cái nền này thì em nó mới vô đầu cái bữa thứ hai hay gì à. Cái bịch lúa con chuột mới có nhâm. Hai con mà nó dùng một lợi mình cũng đỡ. Còn này chạy hai con chia ra, thành ra không được lớn cho mấy. Thôi. Một em. Con này thì được hành nhì. Con này
Ồ, con nhỏ nó vô trước, con lớn nó vô sau. Vô túi đi em. Ừ. Rồi em vô túi luôn đi. Chị nên 27. Vô cái bẫy đầu tiên thì mình được hai con. Còn cái bẫy thứ hai thì không biết như thế nào. Rồi cái bẫy thứ hai giờ mình cũng muốn quên chỗ luôn rồi đây. Cái bẫy thứ hai nằm ở đâu? Nằm ở mô. Mới chuyến thăm đầu tiên thì hay lộn. Cô chú anh chị mình có xem thì cũng thông cảm cho Út. Bây giờ Út phải đi kiếm nè. Hơi rồi đây mới cái chuyến thăm đầu tiên để cái giỏ đàng hoàng rồi mình thăm chứ không thôi để nó rớt cái giỏ xuống mương. Ồ cái bẫy như này cũng vậy cô chú anh chị, cũng mới dịch ra một phần cái này vậy nè. Biết bà con mình có thấy không? Quá mất cái đồng phân này. Còn gì đây? Tiếp tục là hữu hành nha. Hai cái bẫy mới chạy nền. Tươi quá xá là tươi. Hai cái tính ra ba con. Như thế mới có động lực chạy nền chứ. Ồ, mang quắc làm dữ đặng. Ra đây em. Đúng rồi, chạy đâu. Chạy đâu. Ừ. Con này khoảng 3 lần rưỡi vô túi. Đó, hồi nãy không thả không hao thì tính ra giờ này mình cũng kha khá rồi ha. Mong rằng là còn nhiều bẫy kiếm bẫy chừng 2-3 con nữa không biết được hay là không. Có nhiều thì dìu đăng nhiều làm clip ngắn gửi đến cô chú anh chị mình xem giải trí. Rất mong được cô chú anh chị mình xem và ủng hộ. Ở đây thì mình còn một bẫy nữa. Cái nền này mấy chuyến đầu tiên là chạy khỏi phản. Nhưng 2 chuyến gần đây thì quất chết là hết rồi không biết. Nói gì chứ dễ gì mà hết. Út đoán trong cái cục lùm này ra nè. Còn cái bẫy mình thì nằm gấp này. Hơi chấm nha. Kệ, chấm thì chấm nhưng còn bẫy thì được. Chuột cũng còn luôn. 2 cái bẫy ở đây thì chuyến gì trước chạy 2 con hữu hành khá là lớn. Nhưng hôm nay đi vô thì đã dọn trống rồi. Cái bẫy chắc lành ít dữ nhiều quá. Tại vì cái bẫy này thì cũng đặt đơn giản lắm. Chỉ để xương xương lại thôi. Ồ nhưng mà hôm nay thấy vẫn còn hên. Quá may mắn. Kệ còn bẫy là được. Có không có gì tính sao. Ồ nhưng mà nặng. Ô kéo gớt phần đầu đẳng rồi kìa. Ồ đây nè. Hết có biết chưa. Kéo mà gớt phần tới vậy. Ồ. Quá đã cô chú anh chị ơi. Con hương hành. Hành mà nằm cỡ này. Nhìn cái phần của em nó coi kìa. Phê ơi là phê bà con ơi.
hai bảy. Cái bẫy thứ nhất thì dính con hành, hành này hành lớn nha. Còn như cái bẫy thứ hai ở đẳng thì người ta đang hái nhãn đẳng, không biết hồi Út có quay được hay không. Nếu như mà Út quay không được thì cô chú anh chị mình xem cũng thông cảm cho Út ha. Họ có bia kem này coi. Đó, nhìn đã hết biết chưa. Phải nói cái mương này, cái chỗ này chạy hành khủng dữ thiệt. Tính ra ở đây là bắt đâu hồi Út đặt tới giờ là bắt cũng 5-6 con hành lớn á. Còn cái bẫy này thì cũng bị mấy em chó cưng quằn tơi tả hết chiến rồi nha. Út sửa lại còn giống mớp tùm lum đây. Gai. Đúng rồi. Quá mức con hổ hành của chú anh chị. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến nha. Vô túi thôi anh. Lại kia làm thêm con nữa cái lội sạc bà đê luôn. Quá xá là lạ. Út mới vừa lợi thầm cái bẫy ngay căn chỗ mà Út nói đó. Hiện chỗ người ta đang hái nhãn đó thì Út quay không được nhưng mà nó cũng dính được con. Đây thành quả của nó thì ngay chân bên gốc này đây. Nhưng mà con hú ngựa. Con này thì nói chung ra cũng không nhỏ mà cũng không lớn của chú anh chị. Tại ngựa đực mà. Nhưng mà con này thì Út quyết định là Út thả. Đây. Út thả em nó tại chỗ nha. Chứ Út không bắt. Cũng khá là to đó cô chú anh chị chứ không phải là nhỏ nha. Đó. Thả ra ngoài các em nó lội kìa, thấy mê chưa. Rồi bây giờ mình tiến hành đi tiếp thôi bà con ơi. Tiếp theo thì trong này cũng có một bẫy, cái bẫy này thì hành đại thì cũng có dính rồi nha. Ồ, cái đường này hôm nay hình như có dấu người ta đi vô, người ta càng vô có bộ dữ. Mà quan trọng là cái bẫy mình còn hay là không thôi. Từ xa thì thấy cái bẫy vẫn còn. Còn bẫy là được. Còn chuyến này không dính thì chuyến sau. Chuyến sau không dính thì chuyến sau nữa. Không thấy dấu hiệu nhưng mà bẫy cũng nhẹ quá. Còn cái hình này ở đây chiến vừa rồi thì cũng chinh phục được con hình nhì, còn cũng như nhiều chiến trước nữa thì cũng có dính hình đại hình nhất. Cái này thì mình phải lên cái dốc. Ồ, cá gì mới quận cái quá hấp hết biết thiệt. Màu xanh xanh vẫn còn. Thấy vẫn còn là vui rồi. Ồ nhưng mà quá mức, Út nhìn Út thấy cái đông phân rồi nè. Hết biết cái đông phân rồi. Cái đông phân này thì dữ lắm nha. Nghi chắc anh ngựa quá. Đen không? Ồ đen bà con ơi. Quá phê. Đỏ. Kệ. Đón lầm mà yêu cầu vô kèo thơm là được. Tại Út thấy cái đống cái này. Ồ phân ít chứ không có nhiều. Tại vì em nó ị trên cái bọc đó. Cái mình tính đâu nhiều ai nhờ. Không có bao nhiêu. Tính đâu hôm nay không có cái clip đăng. Ai nhờ. Hên. Nãy giờ cứ lai gai hoài. Ồ cái bẫy này tới hai con lận cô chú anh chị. Hai con lận nhưng mà hư hết con. Chắc cái con đầu đi vô gặp vợ xi chuột mình em nó chịu không nổi. Em nó hư rồi tới con này vô đây.
ra kia. Ừ, đầu này ném. Đúng rồi. Ừ. Dễ chịu không? Vô túi này này. Vô. Còn cái bẫy bên đây thì Út thầm tính ra là hai chiến rồi. Hai chiến nó chạy được một con. Một con nhưng mà mình xài thì cũng không được luôn. Hiện tại thấy im quá, thành ra gán để. Với hai nữa là lúc trước ở đằng kia thì Út có sảy một con cũng khá là to. Gạo để cái này Út đón đón coi em nó có lại là không. Chuyến này thì mất tiêu luôn cái con chuột. Giờ còn đây là cái bẫy cuối cùng của chuyến thăm hôm nay. Nhưng giờ này hiện tại thì ông đang mưa. Đó, đi đây mà ông nhiễu nghe bập bập về trong bãi lá cây khô. Cái đường hôm nay thì nó hơi khó đi. Nhưng kệ, mình đi từ từ. Bẫy thì còn. Nhưng kết quả sao đây? Hơi nhẹ. Bẫy còn. Chuột hư. Hiện tại thì bẫy thì Út cũng đã thăm xong rồi. Còn đây là bốn cái bẫy Út gút. Út gút để Út chạy nền thì chiến nào cũng như chiến nào. Như nãy giờ thì Út cũng có chạy nền lai gai. Đó. Rồi như những cái nào mà thí dụ mà nó lì hơn Út á, bắt đầu Út gút bẫy Út chạy nền nha. Chứ để thì nó không có hiệu quả. Còn chiến lợi phẩm của Út thì hôm nay đây. Đó, cái túi này thì hành không nha cô chú anh chị. Hồi nãy thì mình cũng có con ngựa đó, con ngựa cũng kha khá đó, nhưng mà Út cũng thả luôn rồi. Ồ, được con hành này nè. Hết có việc đã con hũ hành. Ngon lành với túi hũ hành này nha. Mới vô đầu thả con thấy dính hàng nhỏ nhỏ không tính đâu tiêu rồi. Không có cái clip mà đăng gửi đến cô chú anh chị mình giải trí, nhưng mà cuối cùng lại hôm nay thì cũng được cái clip ngắn ha. Đó, cũng khá là thơ phê nha. Rồi dù sao bãi gắn miền quê cũng không quên chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip lần sau.